Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mời các bạn vào bếp làm lại với mình một món, đó chính là món bánh bèo. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm nhiều màu sắc hơn khi làm xong bánh của mình trông rất là đẹp mắt. Khi ăn thì bánh mềm dai, đặc biệt rất là thơm béo nước cốt dừa. Một món bánh đơn giản chỉ từ bột gạo thôi. Và để biết cách làm chi tiết cho cái món bánh này thì mời các bạn hãy cùng xem hết video và cùng vào bếp làm với mình nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mình chuẩn bị cho cái món bánh này. Bột các bạn chia ra thành hai phần. Phần đầu tiên thì mình xài ở đây là 120g bột gạo, 50g bột năng, 300ml nước cốt dừa, 50ml màu cà rốt, 50ml màu lá cẩm, thì các bạn có thể thay thế bằng những cái màu khác. Lớp bột thứ hai thì mình xài ở đây là 60g bột gạo, 200ml nước cốt dừa đặc, 100g đường cát, 100ml nước lọc. Thì tất cả nguyên liệu mình sẽ để chi tiết trong phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì các bạn cho hết đường mình đã chuẩn bị vào trong chảo. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì mình tăng cái lượng đường lên, cho vào xong thì cũng dằn vào chút xíu muối trắng. Rồi mình đổ vào 100ml nước lọc. Cho vào xong hết thì các bạn mở bếp lên. Và mình nấu cho cái chảo đường này tan hết và sôi lên. Chảo nước đường mình nấu cũng đã tan hết và sôi lên rồi. Thì bây giờ các bạn tắt bếp. Và mình đợi cho cái phần nước đường này nguội lại. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi pha bột. Các bạn cho hết 120g bột gạo vào trong cái tô nước cốt dừa dảo. Và thêm 50g bột năng. Khi đã cho vào xong hết thì mình hòa tan ra. Bột thì mình cũng đã hòa tan xong, bây giờ mình để qua một bên. Tiếp theo thì mình pha tới cái phần nước cốt dừa nhất. Các bạn cho hết 60g bột gạo vào trong một cái tô lớn hơn. Rồi mình đổ vào là 200ml nước cốt đặc. Và các bạn cũng hòa tan ra luôn. Khi cho vào xong thì mình chừa cặn lại nha. Hai tô bột thì mình cũng đã pha xong rồi, các bạn để qua một bên cho bột nghỉ khoảng 15 phút. Bột thì mình cũng đã để nghỉ đủ 15 phút rồi, thì các bạn chia tô bột này ra làm hai phần. Bột thì mình cũng đã chia ra xong, tiếp theo thì các bạn cho cái phần màu cà rốt vào. Không cho màu cà rốt thì mình có thể cho màu lá dứa nè, hoặc là củ dền, cũng đều rất là đẹp. Cho vào xong thì các bạn đảo đều lên. Bột thì mình cũng đã pha màu xong rồi, thì bây giờ các bạn cho đường vào. Mình cũng chia đều ra nha. Cho nước đường vào xong thì các bạn đảo đều lên và mình chuẩn bị một cái nồi nước sôi để mà mình đem đi hấp. Và khuôn để hấp bánh thì mình sử dụng ở đây là những cái chén nước mắm nhỏ này các bạn. Các bạn thoa vào trong chén một ít dầu ăn. Như vậy khi hấp xong thì mình lấy bánh ra dễ dàng hơn. Còn không có thì mình có thể hấp bằng cái khuôn bánh lăn cũng được nữa. Khuôn bánh lăn thì các bạn khỏi cần thoa dầu. Nồi nước mình chuẩn bị cũng đã sôi rồi, thì bây giờ mình xếp chén mình cho vô. Chén để hấp thì mình cũng đã cho vào trong nồi xong. Và mỗi chén các bạn cho vào 2 muỗng canh, mình đổ cái màu lá cẩm trước. Khi bột đã cho vào xong hết thì các bạn đậy nắp lại, mình hấp trong vòng 2 phút. Nồi bánh thì mình cũng đã hấp được 2 phút rồi các bạn, thì bây giờ mình dỡ nắp ra. Cái màu tím của lá cẩm rất là đẹp. Lớp màu tiếp theo thì mình cho vào đây là màu cà rốt. Lớp này thì mình cho vào là 3 muỗng nha. Bột cho vào xong thì mình đậy nắp lại và các bạn hấp thêm cho mình là 3 phút.
Màu cà rốt mình cũng đã hấp đủ thời gian, các bạn lại dở nắp ra. Cuối cùng các bạn cho lên một vá nước cốt dừa. Khi đã cho vào xong thì mình lại đậy nắp và các bạn hấp cho mình 2 phút nữa. Sau 7 phút thì nồi bánh của mình cũng đã chín hẳn rồi, các bạn dỡ nắp ra. Rất là thơm luôn nha. Mình lấy hết cái phần bánh này ra ngoài và hấp tương tự với những mẻ còn lại. Bánh thì mình cũng đã hấp xong rồi, các bạn để bánh cho nguội lại thì mình lấy ra sẽ dễ hơn. Bánh mình để nãy giờ thì cũng đã nguội hẳn rồi các bạn. Mình chuẩn bị lấy cái phần bánh này ra. Để lấy thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái muỗng cà phê nè. Sau đó thì mình đi xung quanh cái thành bánh như thế này. Nguội lại thì mình lấy dễ lắm. Mình lấy bánh ra. Bánh rất là mềm luôn đó các bạn. Và đây là cái phần màu sắc ở bên dưới nè. Lấy xong thì mình cho ra ngoài đĩa. Và lấy tương tự với những cái còn lại. Cái thứ hai thì mình cũng đã lấy ra xong. Bánh thì mình cũng đã lấy xong và cho hết ra ngoài đĩa rồi. Và để cái phần bánh của mình được ngon và thơm hơn, các bạn rắc lên một ít mè rang. Cũng là bánh bèo nhưng mà mình thêm một chút màu sắc, cái phần bánh của mình trông sẽ ngon và đẹp mắt hơn. Xong rồi thì bây giờ mời các bạn hãy cùng thưởng thức cái món bánh này với mình nha. Và đây là cái phần bánh của mình. Bánh khi ăn vào thì hai lớp màu ở dưới này dai dai và cái lớp nước cốt của mình lại rất là mềm và béo nữa các bạn. Về độ ngọt mình thấy là vừa phải chứ không bị ngọt quá. Và làm theo cách này thì bánh của mình có 3 lớp trông sẽ hấp dẫn và đẹp mắt hơn. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.